Bị so sánh với Di Bu, Hương Tràm lại gây sốc với cụm từ thế này trên MV. Nhiều khán giả còn cho rằng đây chính là một cách để Hương Tràm tự khẳng định đẳng cấp bản thân trước ồn ào với Di Bu. Ngày 22 tháng 12 vừa qua, Hương Tràm đã ra mắt MV nhạc dance mang tên I Want You Now, ngay sau khi MV thứ tư trong dự án debut của Di Bu được ra mắt một ngày. Đặc biệt, MV Chốt Sổ 2017 của Hương Tràm lại lên sóng sớm hơn kế hoạch 2 ngày, nên càng khiến khán giả cho rằng cô đang cố ý đè MV mới của Di Bu. Không những thế, rất nhiều tình tiết trong MV của cả hai giống nhau, nên càng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Mặc dù Hương Tràm đã nhiều lần lên tiếng đá xéo Di Bu chú trọng vũ đạo hơn giọng hát, và khẳng định MV mới của cô đã được thực hiện từ một năm trước nên không có chuyện đạo ý tưởng đàn chị. Thế nhưng mâu thuẫn giữa cả hai vẫn chưa thể chấm dứt. MV nhạc dance Chốt Sổ năm 2017 của Hương Tràm đang là sản phẩm vướng nhiều ồn ào nhất của nữ ca sĩ. Cho đến mới đây, Hương Tràm lại gây chú ý khi ekip của cô sửa lại phần ghi chú cho tiêu đề MV I Want You Now đăng tải trên kênh YouTube chính thức thành cụm từ Best EDM Music 2018, tạm dịch, sản phẩm EDM hay nhất năm 2018. Phát hiện này của khán giả chưa kịp khiến nhiều người bất ngờ về độ tự tin được nhận xét thái quá mà Hương Tràm công khai, thì nhiều người tinh ý hơn cũng lên tiếng tố nữ ca sĩ từng ghi chú ở phần tựa MV bằng cụm từ gây sốc hơn. Best EDM Music 2018, tạm dịch, sản phẩm EDM xuất sắc nhất năm 2018. Hành động này của phía Hương Tràm khiến không ít người cho rằng cô đang quá tự tin. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nhận định đây chính là động thái nhằm đáp trả MV nhạc đen mới ra mắt của Di Bu giữa ồn ào thời gian qua. Nhiều khán giả tinh mắt đã phát hiện Hương Tràm có ghi chú trên tựa đề MV dòng chữ Best EDM Music 2018. Đến ngày 26 tháng 12, lời ghi chú này đã được sửa lại và xóa bỏ chữ Best. Tuy nhiên, đến hiện tại, phía Hương Tràm vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào về sự việc này. Tái ngộ với Nhật Tinh Anh, Nhật Kim Anh diện váy mỏng tang mỗi tội để lộ bụng phì nhiêu, nhìn như mang bầu lần hai. Nhật Kim Anh có dấu hiệu tăng cân quá đà. Có tạng người dễ tăng cân nên sau khi sinh con trai, Nhật Kim Anh đã cố gắng rất nhiều để lấy lại được vóc dáng thon thả của mình. Có một khoảng thời gian Nhật Kim Anh bận chạy show, sức khỏe giảm sút, dẫn đến ốm và phải nằm viện, thân hình trở nên tiều tụy đi trông thấy. Tuy nhiên, có vẻ như gần đây nữ ca sĩ đã tăng cân trở lại. Tại một sự kiện khai trương một nhãn hàng mà Nhật Kim Anh dự mới đây đã làm cho mọi người khá ngạc nhiên. Tại sự kiện này, Nhật Kim Anh được mời tham dự cùng người đồng nghiệp thân thiết Nhật Tinh Anh. Thời gian gần đây, cả hai hay đi chung với nhau vì dự án Song Anh, sau nhiều năm không hợp tác. Tại buổi tiệc cũng có sự góp mặt của Ân Hoàng Phúc. Nhật Kim Anh diện váy xuyên thấu màu vàng kim rất sang trọng và rực rỡ. Tuy nhiên, vì xuyên thấu nên bộ váy đã để lộ khuyết điểm thân hình hơi mũm mĩm của Nhật Kim Anh. Đặc biệt là ở bức ảnh này, trông Nhật Kim Anh chẳng khác nào mang bầu lần hai. Phần lót trong quá bó cùng phần ren phía ngoài rườm rà, không những không che được mà còn khiến phần bụng trông lớn hơn. Hé lộ thu nhập khủng hàng tháng của ông xã soái ca Chúng Huyền Thanh. Ông xã Chúng Huyền Thanh kiếm được số tiền 500 triệu đồng một tháng từ công việc kinh doanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sáng 23 tháng 12, Chúng Huyền Thanh và ông xã Điển Trai đã bí mật tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà Hải Phòng. Những hình ảnh về lễ đính hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, Chúng Huyền Thanh và ông xã Dây Quân quen biết được hơn 8 năm. Cả hai sinh hoạt trong câu lạc bộ Người Mẫu tại Hải Phòng. Tháng 9 2016, cặp đôi quyết định công khai tình cảm với người hâm mộ. Cả hai quen nhau từ khi Chúng Huyền Thanh mới 13 tuổi. Theo thông tin được biết, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại Hải Phòng ngày 28 tháng 12 và thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 1. Dây Quân tên thật là Nguyễn Trọng Quân, sở hữu gương mặt với vẻ điển trai kiểu nam thần Hàn Quốc. Sinh năm 1990, anh từng thử sức với vai trò người mẫu, quản lý khách sạn, giám đốc kinh doanh. Khoảng thời gian gần đây, bạn trai Chúng Huyền Thanh tập trung vào hoạt động kinh doanh theo định hướng của gia đình nhiều hơn và xem nghệ thuật như một cuộc dạo chơi ngẫu hứng. Dây Quân từng chia sẻ về công việc của anh, tôi từng là nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng tại khách sạn 5 sao trong vòng 2 năm. Công việc đó cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và trách nhiệm cao đối với khối công việc rất nhiều. Một ngày tôi phải làm việc từ rất sớm và về rất trễ, có lẽ khoảng 11 tiếng mỗi ngày. Đặc biệt, Dây Quân từng có cơ hội được sắp xếp
tiếp đón Tổng thống Ấn Độ tới nghỉ ngơi và làm việc tại khách sạn, cùng với hàng trăm yêu cầu khắt khe và không được có một sai sót nào. Sau đó, anh đã đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh của một công ty tổ chức biểu diễn và sự kiện. Đến khi cảm thấy có đủ kinh nghiệm và vốn kinh doanh riêng, anh đã cùng một người bạn chung tay mở một tụ điểm giải trí cho giới trẻ Sài Gòn. Hiện tại Dây Quân đang thành công với việc kinh doanh của mình. Được biết, ông xã Chúng Huyền Thanh kiếm được doanh thu từ công việc kinh doanh vào khoảng 500 triệu đồng một tháng. Bị trộm đột nhập nhà vẫn chưa chừa, Sam tiếp tục hé lộ tài sản khủng. Từng bị trộm đột nhập nhà phá két sắt, nhưng Sam vẫn không ngần ngại khoe mình đang có trong tay 2 triệu đô. Sau khi bị fan Nhã Phương chỉ trích vì đăng tải những hình ảnh tình tứ với Trường Giang, Sam đã lên tiếng giải thích rằng giữa cô và Nam Danh Hài chỉ là anh em. Cô nói thêm về tin đồn hẹn hò với Trường Giang. Tin đồn thì chỉ là tin đồn, nói thật, tôi cảm thấy không quá bất ngờ về chuyện này. Tuy nhiên, mỗi khi đặt câu hỏi này, tôi đều hỏi ngược lại mọi người nghe câu chuyện này từ đâu. Không một ai trả lời được. Sau cùng, nếu một thông tin không xác định được nguồn chính xác từ đâu ai nói, thì nó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nữ diễn viên khẳng định cô và Trường Giang hoàn toàn trong sáng. Là một hot girl đời đầu tiên, nhưng để đứng vững đến nay, với Sam là cả quá trình cố gắng và phấn đấu. Tham gia trên 20 bộ phim, đến nay Sam đã có trong tay 2 triệu đô, gần 50 tỷ đồng. Cô chia sẻ, 20 tuổi tôi đặt mục tiêu trước 30 tuổi phải có được 1 triệu đô. Năm nay 27 tuổi, tôi vượt được gấp đôi. Nhiều năm qua, Sam đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất một cách rất nghiêm túc và tâm huyết. Sam chia sẻ rằng với định hướng công việc hiện tại, cô rất mong muốn mọi người nhìn nhận cô như một diễn viên thực thụ, bởi vì cô thực sự yêu thích và tìm thấy đam mê khi được hóa thân thành nhiều nhân vật trong nhiều bộ phim. Người đẹp trải lòng, hot girl không phải là một nghề, diễn viên mới là nghề nghiệp cụ thể mà tôi đang theo đuổi. Nếu một bạn học trường sân khấu chỉ cần đóng 1-2 phim là đã được công nhận như diễn viên, trong khi đó tôi đã có trong tay hơn 20 phim mà vẫn bị gọi là hot girl thì thật sự rất mũi lòng. Diễn viên Sam tên thật là Nguyễn Hà My, cô sinh năm 1990 và từng là hot girl đời đầu của làng giải trí trong nước. Sau khi tập trung theo đuổi đam mê diễn xuất, Sam đã đạt được những thành công nhất định khi được mời góp mặt trong hơn 20 dự án phim lớn như Trò Chơi Tình Ái, Hợp Đồng Định Mệnh, Nếu Còn Có Ngày Mai, Gia Đình Là Số 1. Không để fan hoang mang, Harilu chính thức lên tiếng về thông tin hẹn hò Miyu. Đại diện của Harilu cho biết cặp đôi chỉ là bạn bè thân thiết. Hình ảnh mà Miyu đăng tải chỉ là hậu trường vui vẻ của cả hai sau khi thực hiện chung một bộ ảnh. Sau chuyện tình ồn ào với Phan Thành, Miyu ít khi chia sẻ chuyện tình cảm đời tư trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng nhiều lần vướng tin đồn yêu bạn thân của tình cũ. Tuy nhiên, cô nàng không hề lên tiếng thừa nhận hay phản bác. Nhân dịp Giáng sinh 2017, Miyu vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai ảnh chụp cùng Harilu kèm theo chia sẻ "Đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh". Hành động của Miyu khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên ngầm công khai tình cảm với Harilu sau thời gian dài dính nghi án tình cảm. Đầu tiên, nữ diễn viên còn úp mở danh tính, nhưng ngay sau đó cô nàng đã tác hẳn chàng trai đó vào phần bình luận. Người đàn ông đúng người đúng thời điểm của Miyu không ai khác chính là Harilu. Tuy nhiên, mới đây, đại diện của Harilu cho biết cặp đôi chỉ là bạn bè thân thiết. Hình ảnh mà nữ diễn viên đăng tải chỉ là hậu trường vui vẻ của cả hai sau khi thực hiện chung một bộ ảnh. Hình ảnh thân thiết của hai người không nói về tình yêu mà chỉ đề cập đến nam diễn viên như một người bạn xuất hiện vào lúc cô cần, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Sau tan vỡ tình cảm với Phan Thành, người đẹp đã u sầu thất vọng về tình yêu. Người yêu mà bấy lâu mình luôn tin tưởng trong suốt một thời gian, nhưng sau khi đóng cặp với Harilu, Miyu trở nên vui vẻ yêu đời và lạc quan về tình yêu hơn. Cô thường chia sẻ tâm trạng phấn khởi yêu đời lên trang cá nhân. Bản thân người đẹp cũng trở nên trẻ trung khác lạ hơn cả về ngoại hình lẫn phong cách. Ngoài Harilu, trước đó Miyu bị dính nghi vấn đang có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông lạ mặt, mà đó lại là bạn của Phan Thành. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau và có những cử chỉ trên mức bạn bè. Tuy nhiên, cô từ chối chia sẻ về mối quan hệ với người đàn ông này. Đây là phản ứng của Hoắc Kiến Hoa khi Lâm Tâm Như mời tình địch mừng sinh nhật. Phải chăng mối quan hệ giữa Lâm Tâm Như và Giả Tịnh Văn đã được hàn gắn từ tình địch thành tình chị em thân thiết? Vừa qua, Lâm Tâm Như đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng để chúc mừng sinh nhật lần thứ 38 của ông xã Hoắc Kiến Hoa.
Bữa tiệc được diễn ra trong một không gian riêng tư với sự xuất hiện của một vài người bạn thân trong giới giải trí của cả hai. Nhưng bất ngờ hơn khi khán giả phát hiện ra sự có mặt của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn, tình địch không đội trời chung của Lâm Tâm Như khi xưa. Nhưng theo MC của bữa tiệc cho biết thì chính Lâm Tâm Như là người đã mời vợ chồng Giả Tịnh Văn, Tu Kiệt Giai cùng người đẹp Giao Tinh Oánh tới mừng sinh nhật ông xã. Hoắc Kiến Hoa diện trang phục giản dị tại bữa tiệc sinh nhật. Lâm Tâm Như tỏ ra vô cùng vui vẻ và dường như chuyện cô mời chị em năm xưa Giả Tịnh Văn đến đã cho thấy cả hai đã có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Người hâm mộ ngay lập tức đặt câu hỏi, phải chăng cặp đôi đã xóa bỏ những hiểu lầm trước kia và trở lại là chị em? Còn nhớ khi mới vào nghề, Lâm Tâm Như và Giả Tịnh Văn đã từng là cặp chị em thân thiết khi cả hai cùng xuất thân từ Đài Loan. Nhưng sự xuất hiện của tỷ phú Tôn Chí Hạo và việc bắt cá hai tay cuối cùng quyết định kết hôn với Giả Tịnh Văn đã khiến cho mối quan hệ của họ chuyển sang hướng tình địch và chấm dứt ngay lúc đó. Trước hành động khó hiểu này của bà xã, Hoắc Kiến Hoa vẫn vui vẻ tại bữa tiệc và đăng lời cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật anh ấy lên trang cá nhân. Ông xã Lâm Tâm Như viết, tất cả lời chúc của mọi người tôi đều đã nhận được rồi, cảm ơn rất nhiều, tôi cũng mong mọi người vui vẻ và bình an. Chuyện ồn ào tình cảm của cặp chị em mỹ nhân hoa ngữ một thời đã khiến người hâm mộ vô cùng xôn xao. Đến lượt Duy Mạnh lên tiếng về vụ Tùng Dương hát Bolero thảm họa. Nam ca sĩ Duy Mạnh giữ thái độ trung lập, thay vì phản ứng gay gắt như Vũ Hà, anh ủng hộ nếu Tùng Dương hát. Những ngày qua, Tùng Dương đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với đôi cánh thiên thần trên sân khấu và thể hiện ca khúc Bolero Hai Mùa Noel trong đêm nhạc Giáng sinh, chia sẻ lý do cho việc ngẫu hứng hát Bolero. Tùng Dương cho biết anh muốn chứng minh cho nhiều người thấy rằng mình có thể hát được dòng nhạc này. Trước đó giọng ca Con Cò nhận phải khá nhiều gạch đá từ phía dư luận lẫn một số nghệ sĩ V-Big khi trước đó anh từng khẳng định Bolero có giá trị về mặt hoài niệm, nhưng nếu người già, trẻ, lớn bé đều đắm đuối với dòng nhạc này thì đó thật sự là sự thụt lùi trong âm nhạc. Trước bú rìu dư luận, Tùng Dương từ chối trả lời báo chí. Tuy nhiên ở phần bình luận trên trang cá nhân, nam ca sĩ lại khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận mình hát Bolero chỉ tạm tạm. Anh hát Bolero tạm tạm thôi, hát chơi cho vui, chứ cuộc đời này mới là nguồn cảm hứng cho anh theo đuổi, Tùng Dương viết. Nam ca sĩ cũng tỏ ra khá bình thản khi đối mặt với những ồn ào. Nhạc và giọng tiếng đàn của Diana bao giờ cũng tĩnh hoàn toàn. Thế giới trôi đi, ta không vội. Mới đây trên trang cá nhân, Duy Mạnh cũng bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Khi một cư dân mạng hỏi về việc Tùng Dương bất ngờ hát Bolero sau khi có những phát ngôn khá đụng chạm, Duy Mạnh thẳng thắn chia sẻ. Hay thì đi ủng hộ, chia sẻ của Duy Mạnh nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Có thể thấy, nam ca sĩ giữ thái độ thẳng thắn thay vì phản ứng gay gắt như Vũ Hà. Duy Mạnh cho biết, nếu Tùng Dương hát Bolero hay thì nên ủng hộ. Nhưng đằng sau lời nói ấy, có lẽ nam ca sĩ đang mỉa mai giọng ca Con Cò. Được biết trước đó trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng trạng thái sau khi màn hát Bolero của Tùng Dương gây tranh cãi. Ông Hoàng Nhật Việt viết, ai biểu, ai sai, ai mượn, ai ép, ai bắt. Tôi chỉ biết cười thôi, mọi người cũng đừng gắt quá, biết đâu người ta cũng hối hận sau khi ngộ ra mọi thứ rồi thì sao? Ráng chút nữa đi cưng, anh gần ói được rồi, cố lên. Lạng vòng vòng chút nữa thôi là sẽ chóng mặt, là anh sẽ ói được hà, đèo quanh co quá. Còn nam ca sĩ Vũ Hà chia sẻ đoạn clip này và chê bai công khai trên mạng xã hội, nam ca sĩ nhận xét. Mắc cười muốn xỉu, ôi giọng hát quanh co như đang leo đèo trong đêm Noel lạnh teo. Vũ Hà lẫn Mr. Đàm đều đồng loạt lên tiếng chê bai sau khi xem đoạn clip hát thử Bolero của Tùng Dương.